VN Youtuber xin chào quý vị và các bạn Thưa các bạn, chỉ còn hơn 4 tháng nữa, cử tri Mỹ sẽ đi bầu cử để chọn người thay thế ông Obama làm chủ Nhà Trắng Như câu nói của người Việt Nam là tân quan tân chế độ Mỗi đời Tổng thống Mỹ sẽ có những thay đổi trong chính sách đối nội đối ngoại Trong vấn đề này, không chỉ người Việt Nam mà nhiều người Mỹ cũng quan tâm đến việc Chính sách của Mỹ đối với Việt Nam sẽ thay đổi ra sao sau khi một tân Tổng thống nhậm chức trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới các bạn một bài phân tích của một chuyên gia là ông Amon, người từng trợ lý chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton năm 2008. Nội dung sau đây là bài phân tích của ông có tựa đề Trump, Clinton và tương lai quan hệ Việt-Mỹ đăng trên trang The Diplomat ngày 11 tháng 6 năm 2016. Mời các bạn cùng theo dõi. Sau chuyến đi lịch sử của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Việt Nam và trong bối cảnh cuộc tranh cử Tổng thống đang diễn ra tại Hoa Kỳ việc xem xét tương lai quan hệ Việt-Mỹ là cần thiết. Cụ thể là sau ngày 8 tháng 11 năm 2016, sẽ có một tổng thống Mỹ mới đắc cử. Hiện nay, trong cuộc đua vào Nhà Trắng, hai ứng cử viên chính của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa là bà Hillary Clinton và ông Donald Trump. Liệu mối quan hệ Việt-Mỹ có thể thay đổi sau khi một trong hai người thắng cử? Đó là một câu hỏi cực kỳ quan trọng, không chỉ đối với các bên liên quan là Hà Nội và Washington, mà còn đối với cả cộng đồng quốc tế. Bởi vì Việt Nam có vai trò nổi bật trong vấn đề toàn cầu như tranh chấp lãnh hải và lãnh thổ ở biển Đông, trước khi suy đoán về tương lai quan hệ giữa hai nước, chúng ta nên biết một chút về mối quan hệ Việt Mỹ kể từ sau năm 1975 đến nay. Mối quan hệ đã đi theo một quá trình gồm 3 giai đoạn. Trong giai đoạn đầu tiên, Hoa Kỳ và Việt Nam đã tìm cách xoa dịu căng thẳng và xây dựng lòng tin. Các bước đi của Hà Nội trong những năm 1980 như đổi mới kinh tế, hợp tác với Mỹ trong vấn đề hậu quả chiến tranh như vấn đề người Mỹ mất tích và tù binh chiến tranh và việc rút khỏi Campuchia. Các sự kiện này đã tạo một không gian cho mối quan hệ với Washington được cải thiện. Những năm 1990 đã xuất hiện các thành quả. Tổng thống Bill Clinton tuyên bố gỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại đối với Việt Nam năm 1994, khôi phục quan hệ ngoại giao vào năm 95, năm 97 bổ nhiệm đại sứ đầu tiên của Mỹ ở Việt Nam kể từ khi chiến tranh kết thúc và sang năm 2000 thì ký hiệp định thương mại song phương Việt-Mỹ. Trong giai đoạn 2, dưới thời Tổng thống George Bush Hai nước đã xây dựng nền tảng quan hệ đối tác. Với việc thực hiện hiệp định thương mại song phương năm 2001, hai nước có quan hệ thương mại bình thường. Việt Nam bắt đầu tăng trưởng kinh tế, trong đó một phần dựa trên sự gia tăng xuất khẩu vào Mỹ và đầu tư nước ngoài của Mỹ. Từ năm 2000 trở đi, tăng trưởng GDP thực tế của Việt Nam trung bình đạt hơn 6% mỗi năm, chỉ đứng thứ hai sau Trung Quốc. Trong thời gian này, Mỹ cũng trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Năm 2007 sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, Việt Nam được hưởng quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn với Hoa Kỳ. Ngoài thương mại, hợp tác quân sự và an ninh cũng được tăng cường. Ví dụ năm 2005, Hoa Kỳ tạo nhiều cơ hội đào tạo sĩ quan quân đội cho Việt Nam và vào năm 2007, chính quyền của tổng thống Bush nới lỏng luật chuyển giao vũ khí quốc tế, cho phép xuất khẩu một số mặt hàng quốc phòng không gây chết người cho Việt Nam. Hoa Kỳ và Việt Nam cũng bắt đầu tổ chức hội nghị thượng đỉnh hàng năm về cải cách kinh tế và chính trị, cũng như các vấn đề an ninh chiến lược có ảnh hưởng đến cả hai nước. Giai đoạn thứ ba là thời kỳ phát triển quan hệ đối tác đầy đủ hơn và sâu hơn dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama. Sau khi tham gia vào hai cuộc chiến lâu dài ở Trung Đông, ông Obama cam kết sẽ chuyển sự chú ý của Mỹ sang những cơ hội và thách thức trong tương lai ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chính quyền Obama xác định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng trong chiến lược tái cân bằng của Tổng thống. Phù hợp với cách tiếp cận này, Hoa Kỳ đã phát huy vai trò của Việt Nam trong quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, một hiệp định thương mại khu vực với sự tham gia của 12 quốc gia châu Á Thái Bình Dương. Nếu được thực hiện đầy đủ, TPP sẽ chiếm khoảng 40% GDP toàn thế giới. Việt Nam nhận được thêm cơ hội truy cập thị trường Mỹ và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ngược lại, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Mỹ trong các đối tác TPP và sẽ đóng vai trò như một điểm đến quan trọng cho nguồn vốn và hoạt động xuất khẩu của Mỹ chính quyền obama cũng đã sử dụng tpp như một phương tiện để thuyết phục việt nam có những cải cách bổ sung như tăng cường bảo vệ người lao động nghiêm ngặt hơn trong sở hữu trí tuệ và cải thiện nhân quyền nói rộng hơn hoa kỳ xem tpp như một nền tảng cho việc mở rộng ảnh hưởng của mình trong khu vực và khuyến khích hội nhập khu vực lớn hơn tất nhiên trung quốc không có chân trong tpp ngoài ra việt nam đóng vai trò quan trọng trong chiến lược của hoa kỳ tại châu á thái bình dương Đối mặt với sự leo thang chiến thuật của Trung Quốc ở Biển Đông, từ quây rối hàng hải đến xây đảo nhân tạo, Hoa Kỳ đã gia tăng các hoạt động ngoại giao và hiện diện quân sự trong khu vực này. Chính quyền Obama đã tìm cách để thể chế hóa các cuộc tranh luận tại các diễn đàn khu vực như ASEAN hay hội nghị thượng đỉnh Đông Á và thúc đẩy việc sử dụng các cơ chế giải quyết tranh chấp hòa bình như trọng tài quốc tế. Trong bài phát biểu gần đây của ông Obama tại Hà Nội, Ông đã cảnh báo chống lại mọi nỗ lực của các cường quốc lớn hơn để bắt nạt những nước nhỏ hơn. Để khẳng định lời nói này, Washington đã tăng cường xuất hiện trong Biển Đông nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải và cam kết cải thiện năng lực hàng hải của các đối tác như Việt Nam với quyết định giữa bỏ lệnh cấm vận vũ khí của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Tóm lại, chuyến thăm của ông Obama tới Việt Nam là đỉnh cao của một quá trình gồm 3 giai đoạn mà theo đó Hoa Kỳ và Việt Nam đã xây dựng một quan hệ đối tác toàn diện chuyến thăm của ông cũng đại diện cho một bước ngoặt tiềm năng tuy nhiên triển vọng lạc quan của tương lai chứ không phải sức nặng của các thành quả quá khứ mới là người dẫn dắt các mối quan hệ song phương trước mắt đó sẽ là cuộc bầu cử tổng thống mới của mỹ nếu bà hillary clinton được bầu làm tổng thống có nhiều khả năng bà sẽ tiếp tục cách tiếp cận của tổng thống obama với việt nam và thậm chí có thể tăng cường cam kết của washington đối với hà nội không chỉ từng giữ chức ngoại trưởng mỹ Bà Clinton còn là chính trị gia dày dặn kinh nghiệm ngoại giao trong lịch sử Hoa Kỳ hiện đại, đặc biệt là trong mối quan hệ với Việt Nam. Bà đã đến Việt Nam trong vai trò đệ nhất phu nhân cùng với Tổng thống Bill Clinton trong chuyến công du lịch sử năm 2000. Về vấn đề kinh tế, bà Clinton rất có thể sẽ tìm cách mở rộng các thỏa thuận thương mại của Mỹ trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Khi còn giữ chức ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà đưa ra nhiều dấu hiệu ủng hộ các cuộc đàm phán TPP trong bài diễn văn năm 2012 tại Singapore. Bà đã nhấn mạnh đến những tiềm năng của hiệp định TPP như là hạ thấp các rào cản thuế quan, nâng cao tiêu chuẩn và thúc đẩy tăng trưởng lâu dài trong khu vực. Sau khi hiệp định TPP được ký kết vào tháng 2 năm 2016, bà Hillary Clinton phản đối nhiều chi tiết của bản thỏa thuận. Tuy nhiên, hành động này có thể đơn giản chỉ là một thủ thuật vận động tranh cử trong bối cảnh chính trị Mỹ phản đối tự do thương mại. Trong suốt nhiệm kỳ dưới chính quyền Obama, Bà Hillary Clinton được coi là một trong những thành viên của nội các Diều hâu. Ví dụ, bà đã vận động để Mỹ can thiệp vào Libya và quân đội Mỹ tham gia nhiều hơn nữa tại Syria bằng việc ủng hộ NATO thiết lập vùng cấm bay tại Syria. Bà Clinton còn có thể mạnh mẽ hơn tổng thống Obama nếu để khẳng định chính sách của Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương. Trong suốt chiến dịch tranh cử, cựu đệ nhất phu nhân hứa sẽ buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về những hành động hung hăng trong khu vực nhằm tái khẳng định vị thế cường quốc của Mỹ ở Thái Bình Dương. Ngày 2 tháng 6 năm 2016, trong bài phát biểu về các vấn đề an ninh quốc gia, bà nhấn mạnh vai trò quan trọng của mạng lưới đồng minh của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bà cũng lên án mạnh mẽ những lời bình luận của tỷ phú Donald Trump về khối NATO và các đồng minh châu Á của Hoa Kỳ. Ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ cũng nhận thức được động lực trong các tranh chấp Biển Đông. Vào tháng 7 năm 2010, trong hội nghị ngoại trưởng ASEAN tổ chức tại Hà Nội, Bà Clinton lúc đó là ngoại trưởng Mỹ đã tuyên bố rằng tự do hàng hải là một lợi ích quốc gia của Mỹ và Washington phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa dạ vũ lực đối với bất kỳ bên tranh chấp nào tại biển Đông. Để chỉ trích đường lưỡi bò đòi hỏi hầu hết chủ quyền trên biển Đông của Trung Quốc, bà nói rõ, những tuyên bố hợp pháp đối với không gian hàng hải ở biển Đông nên được bắt nguồn từ tuyên bố hợp pháp về các đặc trưng của vùng đất. Theo công ước liên hợp quốc về luật biển, mọi đảo nhân tạo hoặc thực thể không được phép lập bất kỳ vùng lãnh hải hoặc khu vực hàng hải nào. Căn cứ theo quan điểm trong chiến dịch tranh cử, chúng ta có thể tin rằng nếu trở thành tổng thống, bà Hillary Clinton sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ thương mại với Việt Nam, thúc đẩy đàm phán các tranh chấp liên quan đến biển Đông tại các tổ chức đa phương như ASEAN, tăng cường năng lực hàng hải và quân sự của các đối tác quan trọng như Việt Nam, buộc Trung Quốc tuân thủ bộ quy tắc ứng xử về hàng hải và mạnh mẽ duy trì quyền tự do hàng hải và hàng không tại biển Đông. Trong khi đó, nếu tỷ phú donald trump được bầu làm tổng thống sẽ có rất nhiều bất ngờ xảy ra có lẽ từ trước đến nay ông là một ứng cử viên tổng thống khác người nhất của mỹ đây là chiến dịch tranh cử đầu tiên của ông cho một chức vụ chủ chốt của nhà nước trước đó công chúng biết đến ông nhờ khối bất động sản khổng lồ hay những lần ông xuất hiện trên các chương trình truyền hình thực tế và các tờ báo lá cải cuộc vận động tranh cử của ứng cử viên đảng cộng hòa đã thách thức những nguyên tắc chung cơ bản trong chiến dịch tranh cử của một tổng thống hoa kỳ cả về nghi thức lẫn các đề xuất chính sách. Nói tóm lại, Donald Trump tiến hành vận động tranh cử theo cách giống như một người ngoài tìm cách phá vỡ tiến trình chính trị của Hoa Kỳ. Trong bài phát biểu về chính sách ngoại giao, Donald Trump đã khẳng định khẩu hiệu người Mỹ là trước hết. Thế nhưng, các chi tiết trong chính sách của ông lại đi ngược với những nguyên tắc của chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Ví dụ, để ngăn làn sóng nhập cư bất hợp pháp và tình trạng tội phạm do người nhập cư gây ra, ông hứa sẽ xây dựng một bức tường giữa Hoa Kỳ và Mexico, vốn là đối tác thương mại lớn thứ ba của Mỹ. Để chống khủng bố, tỷ phú bất động sản không che giấu ý tưởng tra tấn nghi phạm khủng bố và nhằm vào gia đình của họ. Hoặc để đối phó với các cuộc tấn công khủng bố như sự kiện xảy ra tại California vào tháng 12 năm 2015, ông đề xuất tạm cấm người Hồi giáo nhập cư vào lãnh thổ Mỹ. Đối với Việt Nam và rộng hơn là khu vực châu Á-Thái Bình Dương có ít nhất 4 lĩnh vực mà Donald Trump nếu được bầu làm tổng thống sẽ điều chỉnh lại trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Thứ nhất về vấn đề thương mại, ông Donald Trump luôn phản đối các hiệp định tự do thương mại. Ông này kịch liệt phản đối TPP và cho rằng đây là một thỏa thuận khủng khiếp, chủ yếu mang lại lợi ích cho Trung Quốc chứ không phải cho Hoa Kỳ, mặc dù Trung Quốc không tham gia TPP. Ông Donald Trump cũng nghi ngờ Tổ chức Thương mại Thế giới và chỉ trích tư cách thành viên của Trung Quốc trong tổ chức này. Để hỗ trợ các công ty Hoa Kỳ và người lao động phản đối tình trạng cạnh tranh không công bằng, tỷ phú người Mỹ cam kết sẽ thực hiện một loạt biện pháp trả đũa chống lại Trung Quốc vì đã thao túng tiền tệ, hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước và đánh cắp sở hữu trí tuệ. Kiểu lý luận này được ứng cử viên Đảng Cộng Hòa áp dụng cho tất cả các nước châu Á khác mà Hoa Kỳ có trao đổi thương mại, chẳng hạn như Việt Nam. Thứ hai, ông Trump đã chỉ trích vai trò của hệ thống đồng minh của Mỹ trên toàn thế giới. Từ khối NATO đến Thái Bình Dương, Ông tin rằng các đồng minh đang bị mất cân đối và họ phải chuyển giao một phần gánh nặng cho Mỹ. Thậm chí, nhà tỷ phú còn cho rằng Hoa Kỳ nên bỏ rơi đồng minh nếu chi phí quá tốn kém. Chẳng hạn, ông Trump đề xuất rằng các đồng minh hiện đang được cây ô hạt nhân của Mỹ bảo vệ như Ả Rập, Nhật Bản, Hàn Quốc nên tự phát triển vũ khí hạt nhân để giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ. Thứ ba, Donald Trump tuyên bố sẽ không can thiệp vào các cuộc xung đột mà không đe dọa trực tiếp an ninh của Hoa Kỳ Ông đã chỉ trích nặng nề việc Mỹ can thiệp vào Iraq và Libya là sai lầm và tác động đến lợi ích của Mỹ. Donald Trump đã không đưa ra một quan điểm rõ ràng về vùng Biển Đông, nhưng cho rằng Hoa Kỳ không phải là một bên đòi hỏi chủ quyền trực tiếp, nên ông thể hiện quan điểm riêng là cứ để cho các nước như Việt Nam và Philippines tự bảo vệ lợi ích của họ. Thứ tư, Donald Trump nghi ngờ về vai trò người bảo trợ của Hoa Kỳ trong trật tự thế giới. Kể từ sau Thế chiến thứ hai, Hoa Kỳ can thiệp vào các công việc chung của thế giới như phát triển các tổ chức quốc tế, duy trì quyền tự do hàng hải, phát huy các giá trị dân chủ và trở thành trọng tài trong các cuộc xung đột quốc tế. Chưa chắc với chính sách người Mỹ là trước hết, ứng viên Donald Trump sẽ tiếp tục di sản này của Mỹ. Các bạn thân mến, nội dung trên đây tác giả Amon đã phân tích khá chi tiết về hai ứng cử viên Donald Trump và Hillary Clinton. Qua phân tích của tác giả, câu hỏi ai thay ông Obama thì có lợi cho Việt Nam đã được hé mở tất nhiên điều đó không có nghĩa là bà clinton sẽ hành động vì việt nam hay bất kỳ nước nào khác bà vẫn sẽ chỉ hành động vì lợi ích của mỹ điều mà việt nam có thể tranh thủ là dưới chính sách cứng rắn của clinton cán cân quyền lực ở biển đông sẽ không nghiêng quá nhiều về trung quốc và cơ hội giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán công bằng hoặc thiết lập một bộ quy tắc ứng xử ở biển đông mới khả thi vậy bà clinton có khả năng thắng cử hay không theo nhiều cơ quan truyền thông khá nhiều cử tri mỹ tỏ ra không thích cả hai ứng cử viên trump và clinton Tuy nhiên nếu bà Clinton chỉ khiến người ta không thích thì ông Trump lại khiến người ta sợ. Thậm chí ngay cả trong đảng Cộng Hòa cũng có đến 2 phần 3 số người được hỏi nói rằng không ưa ông Trump. Những đề xuất chính sách kiểu phá cách của ông Trump như tác giả Amon đã nói ở trên là những điểm khiến ông Trump khiến cử tri sợ. Họ sợ khi ông làm tổng thống thì nước Mỹ sẽ không biết phải đi về đâu. Hiện bà Clinton đang hơn ông Trump 10% số người ủng hộ. Tờ New York Times đã so sánh hai ứng cử viên và kết luận là bà Clinton có nhiều lợi thế hơn rõ rệt. Tuy nhiên, lại cũng có những ý kiến cho rằng truyền thống chính trị ở Mỹ là hiếm khi nào một đảng giành thắng lợi liên tiếp qua hai kỳ bầu cử. Hiện nay đương kim tổng thống là người của Đảng Dân chủ và bà Clinton cũng là người của Đảng Dân chủ. Về quan hệ quốc tế, ông Trump được nhiều tờ báo Nga và Trung Quốc ngợi khen, nhưng đôi khi những lời tung hô của hai nước này sẽ hại ông Trump bởi vì Nga và Trung Quốc là hai đối thủ của Mỹ một ứng viên được các đối thủ khen thì chưa chắc đã khiến dân Mỹ thích. Dẫu sao, cuộc đua vào Nhà Trắng vẫn còn 4 tháng nữa, các ứng viên còn thời gian để xoay chuyển cục diện. Riêng về quan điểm cá nhân, tôi thích bà Clinton tháng cử hơn, bởi vì một nước Mỹ tự hào về bình đẳng nhân quyền mà cả mấy trăm năm nay chưa có một nữ tổng thống nào thì thật là đáng tiếc. Mặt khác, bà Clinton là người có lập trường rõ ràng dứt khoát, không phát biểu lộn xộn như ông Trump. Bản tin số 65 của VN Youtuber đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại